Giới thiệu cho mọi người một bạn đực nữa này. Mặt to mõ hộp này, tai dựng thẳng luôn nhá. Đấy. Lông đỏ cháy luôn, gầm đen kịt này. Này. Bốn chân đen nhá. Đấy. Này, trên có tí yếm trắng này. Rất ham đồ luôn. Quả ngực rất là rộng nhá. Đấy, đàn này thì thần kinh mình không phải lo rất rồi. Rất là đen nhá, bốn chân đen. Đây. Này. Hai tai dựng mặt thẳng. Mặt rất là lanh nhá. Đấy, xỉa đẹp chưa? Mặt siêu đẹp luôn. Mồm to thật. Quả chân siêu to nhá. Nhìn như kiểu ngao. Mồm to. Đàn này thì em đã test thần kinh cả đàn rồi. Con nào con đấy thần kinh rất là căng nhá. Siêu nghịch. Đây, chất lông của bạn ấy đây. Cũng rất là cực chưa? Kỳ sát và bóng nhá. Sống lưng đen cho mọi người này. Đấy. Đấy. Siêu đẹp luôn. Ghê dần vì thần kinh căng. Đây, quả ngực này. Uy tín luôn. Dáng cao dài trường chó lắm. Rồi nhá, ngực đây. Wow, siêu rộng luôn. Có một cái yếm trắng to trên ngực rất nổi bật nhá. Nhiều anh ấy rất là thích yếm trắng ấy. Nên là tùy theo sở thích từng người sẽ thấy là nó rất là đẹp. Đấy, bạn này mảng màu lông cũng rất là đẹp nhá. Một bạn được cho các anh về nuôi trong nhà làm giống. Xin chào mọi người.